Xin chào các bạn. Chúng ta tiếp tục đi theo chương trình chuyên đề phân tích tính cách của 10 ngày sinh. Nếu như video trước chúng ta đã nói đến ngày sinh Mậu Thổ là ngọn núi vững chãi, thì ở đây chúng ta sẽ tiếp tục nói đến ngày sinh Kỷ Thổ là Âm Thổ, tức là đất vườn, đất ruộng. Kỷ Thổ là đất mềm, đất đai màu mỡ. Kỷ Thổ nuôi dưỡng thực vật, vạn vật, cây cối và tạo ra khả năng phát triển không ngừng trên hành tinh này. Trong kinh dịch chúng ta xem Kỷ Thổ như là quẻ khôn. Ở trong bát tự thì Kỷ Thổ còn đại diện cho những người có tính cách mềm mại, dễ nuôi dưỡng và giúp đỡ người khác vô tư. Nó cũng giống như hình tượng của người mẹ, giúp đỡ người khác mà không có đòi hỏi cái sự đền đáp lại của những người xung quanh mình. Người Kỷ Thổ rất là tháo vát, có ích và rất có năng lực. Họ thường sáng tạo và thái độ thâm trầm của họ che giấu đi rất nhiều tài năng khác nhau. Nếu các bạn đào xúc đất ở trong vườn lên, các bạn sẽ thấy ở trong đó có rất nhiều các loại sinh vật, động vật khác nhau. Ví dụ như là một ít các con giun đất, trùng đất, một ít hạt giống, các cái cây cỏ nằm bên trong, và một ít những cái ẩm ướt, những cái nước. Như vậy thì bản thân ở trong Kỷ Thổ nó bao hàm luôn hành thủy, hành mộc, thậm chí là một số hành hỏa, hành kim. Thì do đó người Kỷ Thổ có thể là không chia sẻ với người khác biết hết những năng lực của mình từ đâu, nhưng mà dần dần á, những tài năng của họ sẽ dần dần được chú ý, được biết đến khi mà chúng ta liên tục vung xới. Người Kỷ Thổ là kiểu người mà có thể tự làm cho mình một ly nước chanh khi mà cuộc đời đưa cho họ những trái chanh, có thể biến bất kỳ khó khăn nào trở nên tốt đẹp hơn. Họ rất dễ thích nghi, linh hoạt và không gặp vấn đề gì trong việc đương đầu với nhiều hoàn cảnh và trường hợp khác nhau, mà có thể là thay đổi phút chót. Tại vì họ là thổ mềm, do đó họ có thể bị uốn nắn thành nhiều hình dạng khác nhau. Do đó cái độ linh hoạt và cái suy nghĩ của họ rất là cởi mở, cũng như là dễ thay đổi chứ không phải là cứng nhắc quá, bảo thủ nhiều như là Mậu Thổ. Tuy nhiên cũng giống như đất cần phải được nuôi dưỡng và cày cấy trước khi có thể đem lại chất dinh dưỡng cho ra trái. Các bạn nhớ, một mảnh đất mà các bạn không chăm sóc, không có đào xới nó lên, thì mảnh đất đó dần dần sẽ khô cằn và không thể nào nuôi dưỡng cho bất kỳ cây cối nào được. Nhưng mà Kỷ Thổ, nếu các bạn càng đào xới nhiều thì đất càng tươi xốp và nó sẽ đem lại cái nguồn dinh dưỡng và năng lượng rất tốt để cho các cái vi sinh vật cũng như là các cái cây cối có thể phát triển ở trên. Do đó người Kỷ Thổ càng học nhiều, càng hiểu rộng, càng tiếp xúc, càng va chạm nhiều thì họ càng giỏi giang hơn. Do đó người Kỷ Thổ là một trong những dạng người luôn luôn có chí cầu tiến. Họ thích học hỏi từ bên trong, họ thích đào dựng, thích gây dựng cho mình những cái kiến thức để mà mình có thể xây dựng nên một cái sự thành công về lâu về dài. Và sự thành công của họ thường thường đi gắn với liền với việc là họ phải giúp đỡ cho người khác. Kỷ Thổ là đất nền bên dưới, nó không ngại người khác đạp lên phía trên. Có nghĩa là họ không ngại hạ mình xuống để giúp đỡ cho những người khác được vươn cao, những cái cây giáp mọc được vươn cao hơn. Miễn là trong quá trình giúp đỡ người khác, họ sẽ trở nên có ích hơn, họ sẽ trở nên tươi tốt, màu mỡ hơn, và do đó họ cũng đem lại thành công cho chính bản thân họ. Người Kỷ Thổ là người bao dung và nhân hậu nhất trong 10 thiên can. Cũng giống như đất có thể được canh tác, cày cấy và trồng trọt trong suốt một thời gian dài, người Kỷ Thổ là người đảm nhiệm nhiều thử thách gian nan trong công việc. Các bạn nhớ rằng người Kỷ Thổ thì cũng giống như các hành thổ khác, thì họ không có khoe khoang về bản thân mình, họ không có tự cao, họ không kể lể bản thân. Tại vì hành thổ đơn giản đó là hành của sự im lặng. Nhưng mà Mậu Thổ thì dù sao nó vẫn còn là ngọn núi cao, nó vẫn có sự tự cao nhất định. Còn Kỷ Thổ là đất thấp, đất mềm, thì nó chấp nhận cho những cái hạt giống khác làm lót đường cho con người đạp chân mà đi. Do đó họ sẵn sàng để bị chà đạp, để bị người khác dẫm đạp lên, để người khác thành công. Họ không có oán trách gì cả. Cũng giống như đất mẹ, người Kỷ Thổ có rất nhiều tài lẻ và có khả năng làm ra được nhiều thứ. Họ luôn biết được đâu là người phù hợp cho công việc, đi đâu để tìm được sự giúp đỡ đúng đắn, nơi nào hợp lý ăn uống, nơi nào có thể có trường học dạy cho trẻ em tốt, nơi nào có thể mua sắm được đồ rẻ nhưng chất lượng. Vấn đề duy nhất của người Kỷ Thổ đó là đôi khi họ không biết tận dụng những kiến thức hay tài năng của họ để đem về lợi ích cho bản thân. Cũng giống như ruộng đất cần phải được cày bừa và bỏ công sức ra để làm thì mới thu hái được kết quả. Họ phải đợi người khác đến và bắt họ làm thì họ mới có thể biến đổi hiệu quả. Đó hầu như là vấn đề chính của họ. Họ không nhận ra được giá trị của bản thân, tại vì người Kỷ Thổ đôi khi đánh giá bản thân mình quá thấp. Tại vì họ là đất mà. Do đó thì họ đôi khi họ nghĩ là mình cứ hy sinh đi, mình sẽ cứ cho đi là mình sẽ được nhận lại. Do đó thái độ đó
là thái độ khiêm tốn, nhưng mà đôi khi nó cũng đem lại những cái bất lợi trong cái cuộc cạnh tranh giữa cái thị trường và cái xã hội rất là khắc nghiệt. Những cái người kỹ thổ thành công, họ thường chú trọng vào những tài năng giúp họ luôn vượt trội. Về tổng thể thì người kỹ thổ là người được xem là có khả năng nuôi dưỡng tốt nhất, giống với một người mẹ. Khái niệm đất mẹ áp dụng cho người kỹ thổ là phù hợp, tại vì nó là âm thổ đại diện cho quẻ khôn. Thiên can kỹ thổ có bản năng mạnh mẽ của một người mẹ và khuynh hướng nuôi nấng và thích bảo vệ chăm sóc người khác. Do đó người kỹ thổ rất phù hợp để làm cái công việc giống như là điều dưỡng, cái công việc liên quan đến ngành dịch vụ, tại vì họ sẵn sàng hạ mình, sẵn sàng tôn khách hàng lên, sẵn sàng lắng nghe, xem khách hàng là thượng đế và giúp đỡ và quan tâm chăm sóc. Cũng có thể làm trong những ngành liên quan đến dinh dưỡng, cung cấp thực phẩm hoặc là những cái thuốc men, hoặc là bất cứ những cái gì đó giúp cho sức khỏe và tinh thần của khách hàng được cảm thấy thoải mái hơn. Về mặt tính cách thì người kỹ thổ cũng là những người rất tận tụy và nỗ lực hết mình để chăm sóc người khác. Trong thâm tâm thì họ luôn luôn đặt quyền lợi công lên trên hết, họ không có tư lợi nhiều cho bản thân. Họ vốn rất thích phục vụ người khác. Thực tế là họ có thể chăm sóc nhiều người, có thể trở thành thủ lĩnh và đảm bảo con thuyền được chèo lái một cách trơn tru. Họ sẽ luôn nỗ lực để chắc chắn rằng những người xung quanh đều cảm thấy hài lòng và thỏa mãn. Trong cái nghệ thuật lãnh đạo, chúng ta có nhiều dạng lãnh đạo khác nhau. Thì một trong những dạng lãnh đạo mà được xem là dễ thu phục nhân tâm, đó là dạng lãnh đạo chúng tôi hay gọi đó là servant leadership, tức là lãnh đạo mà làm đầy tớ của nhân dân, làm cái người mà thấp hơn và chủ trương là phục vụ cho quyền lợi của nhóm, quyền lợi của tập thể. Thì người kỹ thổ là một dạng lãnh đạo như vậy. Họ hạ mình xuống để họ nâng tất cả những người khác lên và đưa cái lợi ích chung của tập thể lên. Và khi những người khác cảm nhận được cái tâm của họ thì họ có thể nhận được cái sự giúp đỡ khá là tốt từ những người xung quanh, từ một cái tập thể mà yêu mến lẫn nhau. Do đó người khác thường hay nhờ vả người kỹ thổ. Khi có vấn đề gì xảy ra mà không ai chịu đứng ra làm, người kỹ thổ sẽ là người thường xuyên xung phong và tự tay giải quyết các vấn đề công việc. Họ là người tiếp tục lo lắng về những vấn đề mãi cho đến khi sau khi những người khác đã nghỉ ngơi và đi thư giãn rồi, thì họ vẫn tiếp tục nghỉ ngơi và lo lắng và suy nghĩ về những cái vấn đề chung, những cái khó khăn chung của mọi người. Người kỹ thổ thường đặt rất nhiều trọng tâm vào suy nghĩ của họ và họ rất chú trọng những cái điều bay bổng trong tâm trí. Người kỹ thổ nhìn chung rất thông minh và thích những thứ mà kích thích bộ não, ví dụ như những cái môn như triết học, mỹ thuật, âm nhạc, tín ngưỡng, tôn giáo, triết lý hoặc là các ý tưởng, các sáng kiến. Họ cũng rất thích cái đẹp và vì thế họ cũng là những người thích sưu tầm đồ mỹ thuật hoặc là những đồ thủ công hoặc là những đồ cổ. Đối với họ, sự phát triển trí tuệ rất là quan trọng, không ngần ngại chờ đợi điều đó. Hầu như họ có những kỹ năng tư duy cụ thể và có trật tự và sẽ không ngại suy nghĩ sâu, và họ thích tập luyện động não thường xuyên. Họ không phải là những người lười suy nghĩ. Người kỹ thổ cũng là người cảm thấy bản thân mình có thể đạt được một lối sống văn minh và văn hóa. Nếu như mà họ đạt được thành công á, họ thích chi tiền, thích ăn mặc hoặc là tới những cái nơi nào mà họ có thể đạt đến đẳng cấp của một quý ông hoặc quý bà. Họ cảm thấy là mình cảm thấy vị trí đặc biệt và lúc đó sự thành công sẽ đem lại sự thoải mái và tự tin nhất cho họ trong cuộc sống. Tại vì người kỹ thổ sẽ không cảm thấy mình thật sự thỏa mãn với cuộc sống thành công cho đến lúc nào mà nhìn thấy được thành quả thực tế, và chính cái thành quả của công việc của họ sẽ đem lại sự tự tin cho chính họ. Nếu mà vào thời xưa, người kỹ thổ chắc chắn là muốn đạt đến vị thế của giai cấp quý tộc. Nhưng đôi khi người kỹ thổ nhận ra là mình không thể là người duy nhất tận hưởng lối sống giàu có. Người kỹ thổ họ có một trong những đặc điểm đó là thổ, các bạn nhớ, đó là ruộng đất. Do đó nếu mà xét vào ngày xưa thì người kỹ thổ được xem như là một trong những dạng người mà sở hữu nhiều ruộng đất. Và chính vì sở hữu nhiều ruộng đất, do đó họ rất là giàu có. Và tương tự như vậy, khi mà cái sự giàu có của họ nó đồng nghĩa với sự lười nhác, tại vì họ không có động lực để làm, họ không có động lực để tiếp tục, để mà đặt thêm những mục tiêu cao hơn. Do đó người kỹ thổ dễ rơi vào trạng thái gọi là ngồi im và mơ mộng, cũng như là đặt ra những mục tiêu nhưng mà thực sự không bắt tay vào làm. Ngoài ra người kỹ thổ cần phải cảm thấy an toàn về mặt kinh tế, hoặc thậm chí là có của ăn của để thì họ mới có cảm thấy tự tin được. Họ có đặc quyền và khiếu thẩm mỹ tao nhã, và họ có nhu cầu để đạt được cái lối sống mà có một cái gu thẩm mỹ nhất định. Còn không á, họ có thể thấy không hài lòng về bản thân. Họ không thuộc là những tiếp người có thể tận hưởng cuộc sống không có xe hơi. Họ không thuộc tiếp người là thích những cái gì đơn giản, giống như kiểu là chỉ cần tắm rửa, chỉ cần ăn uống đơn giản. Họ luôn luôn đặt mục tiêu cho mình cao hơn, đạt được một cái gì đó đẳng cấp hơn.
trong lúc là có thể bề ngoài của họ vẫn là tương đối giản dị. Họ luôn luôn có một mục tiêu cao hơn trong cuộc sống để mà vươn lên. Tại vì kỹ thổ là đất thấp, do đó thì họ luôn luôn khao khát được vươn lên, được thành công hơn, và cũng như là được đảm bảo cái sự an toàn về mặt kinh tế, về mặt vật chất. Đó là những cái đặc tính chung của người có ngày sinh là kỷ thổ. Thì nếu các bạn quan tâm nhiều hơn về những cái mặt khác, về quan hệ tình cảm, hoặc là về làm ăn kinh doanh, đầu tư, cũng như là tài lộc của người kỷ thổ, thì các bạn có thể tìm cái link bên dưới và có thể nhắn tin cho chúng tôi để sở hữu quyển là Bát Tự chuyên đề tuyển tập tập 2 tính cách của 10 ngày sinh. Các bạn có thể dùng cái công cụ mà chúng tôi để cái phần link ở bên dưới để các bạn có thể tìm ra cái ngày sinh, cái can ngày sinh của bản thân và của vợ chồng con cái mình thuộc về can ngày sinh nào trong 10 ngày sinh. Chúc cho các bạn có thể hiểu mình, hiểu người để có thể thành công hơn trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau, chúng ta sẽ cùng nói về ngày sinh canh kim. Xin chào và hẹn gặp lại.